Xin chào các bác, em giới thiệu các bác con nồi chiên không dầu Philips. Đây là cái dòng nồi cao cấp gần như là nhất của thị trường, thương hiệu mạnh, nồi thiết kế dày dặn bền bỉ, nấu tất cả các món chiên xào. Các bác nướng khoai, mình gọi là nướng nhưng thực ra nó là mình thức nấu ăn đấy, nướng thịt, các bác không cần phải dò mỡ gì cả. Chiên khoai tây hay rán đậu, rán cá, làm bánh, nói chung là tất cả các cái gì mà liên quan đến đồ khô các bác đều có thể cho vào cái nồi này để các bác làm được, thay hoàn toàn cho một cái các loại lò nướng hay là nồi chảo gì đó mà không phải dùng đến mỡ hại sức khỏe các bác nhé. Rất là dễ dùng, chỉ còn vặn thôi. Đây là một cái con Philips, em để mã số 3, con này gần như mới, em bán là 2,5 triệu. Cái chiếc này các bác tìm hiểu trên mạng, nếu mà Philips chính hãng nhé, Philips chính hãng của Nhật này thì nó rơi vào thấp xỉ khoảng gần 6 triệu. Đấy, 6 triệu, không phải là rẻ đâu ạ. Còn không so sánh với các cái dòng hơn 1 triệu Trung Quốc, từ các cái may so hay linh kiện nhựa nhất nó đều kém cả. Bọn này thì chất lượng nó cực tốt rồi. Đấy, chất lượng Nhật nội địa không phải bàn. Các bác có nhu cầu mua hay bất kể mặt hàng thì ủng hộ cho em qua hai số điện thoại này nhé. Các bác ấn đăng ký kênh giúp em với ạ, để cập nhật những clip mới nhất. Cái nồi này thì gần như bên Nhật họ chưa dùng, về bên trong chưa dùng, bên ngoài thì vận chuyển thì nó chỉ là những cái vết xước nhẹ nhẹ thôi, không có những cái vết gì lớn, gần như là mới luôn. Đấy, nồi cực chắc chắn dày dặn của Philips, dễ sử dụng, có nút điều chỉnh nhiệt độ ở đây ạ, 200 độ C là 160 này, 120 này, 180 này. Đây, để các bác vặn này, cái là có phút, mình áng chừng bao nhiêu phút là nó chín, mình thỉnh thoảng mình mở ra mình nhòm. Yeah. Đây, rất là dễ dùng. Đây lòng nồi các thứ như mới tinh các bác nhé, chống dính cực tốt ạ. Đấy, dày dặn như mới, con này gần như chưa dùng luôn. Đấy, bác nào mà xem được clip này thì các bác thấy con này, cái nồi này cực hiếm luôn nhé, không có chiếc thứ hai đẹp như này đâu ạ. Đấy, con này có thời điểm trước những con mới này 3,5 triệu, bán 3,5 triệu. Đấy, đợt này nhập được rẻ hơn chút thì bán cho các bác rẻ, vì nó về kèm theo những con khác thì mình chia ra thì bán được cho các bác rẻ hơn một chút, như mới tinh ạ. Ruột như mới đấy các bác nhé. Đấy, mày so này các bác nhìn chưa bám một tí mỡ nào luôn này, gần như là mới cứng cựa. Đấy, bên Nhật mua về nhưng mà lười nấu ăn cho nên là thỉnh thoảng chơi đồ lướt Nhật, chơi đồ Nhật hàng dùng rồi nhưng mà lại được những cái sản phẩm gần như mới cứng và giá thành thì rẻ hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy, con này 2,5 triệu, bác nào chốt alo cho em theo hai số điện thoại này nhé. Chào các bác.